Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Bộ trưởng Tô Lâm để quyền lực sa sút và bị hắt hủi so với lệ thưởng. Trong ngành tư pháp Việt Nam tồn tại một nguyên tắc bất thành văn, không chỉ đối với các quan chức cấp cao mà được áp dụng cả với các viên chức cấp thấp. Đó là nếu họ vi phạm pháp luật, thường được ưu ái hơn, được xử lý theo kiểu giơ cao đánh khẽ thay vì bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Vào ngày 29 tháng 12, tờ báo Dân Trí đưa tin với tiêu đề Cựu cảnh sát giao thông bắt cóc trẻ em nợ 7 tỷ vì tiền ảo lãnh 20 năm tù. Đây là điều được dư luận đánh giá là hết sức bất ngờ so với lệ thường. Trước đó vào ngày 28 tháng 12, truyền thông nhà nước đưa tin ba cựu công an Thái Bình bị tù về tội dùng nhục hình. Theo đó, cựu công an tỉnh Thái Bình vào ngày 28 tháng 12 đã nhận tổng cộng 22 năm tù giam vì đã sử dụng nhục hình đối với người bị giam giữ. Hình ảnh cựu cảnh sát giao thông bắt cóc trẻ em nợ 7 tỷ đồng vì tiền ảo lĩnh tới 20 năm tù. Cụ thể, các ông Phạm Quang Hùng, nguyên đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, phó trưởng nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư bị kết án 11 năm tù. Trịnh Thanh Hùng, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Vũ Thư bị kết án 10 năm tù. Và Nguyễn Trọng Giáp, cán bộ nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư bị án 15 tháng tù. Vụ án này liên quan đến một việc một nam nghi phạm tên là Bùi Văn Bích, sinh năm 1974, sống tại xã Trung An, huyện Vũ Thư đã chết bất thường tại nhà giam giữ công an huyện Vũ Thư vào hồi cuối tháng 2 năm 2022. Trở lại bản tin của tờ báo Dân Trí vào 29 tháng 12, bản tin cho biết Tòa Nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo là cựu Thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc về tội danh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước tòa, cựu Trung úy công an Nguyễn Đức Trung khai vào năm 2019 túng quẫn vì nợ khoảng 6-7 tỷ đồng do đầu tư tiền ảo không còn khả năng trả nợ, nên Trung nảy ra ý định trộm cắp và ý định bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Chuyện này xảy ra trong bối cảnh những năm gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp về đạo đức của lực lượng công an tại Việt Nam. Đa số người dân không còn tin tưởng vào lực lượng nhân danh, thanh kiếm và lá chắn, với trách nhiệm là đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội, nhưng lại để xảy ra quá nhiều bê bối và nghiêm trọng khắp nơi. Nhưng việc cựu Thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc, lĩnh mức án tới 20 năm tù giam là một sự kiện hết sức bất thường. Điều này có câu hỏi đặt ra là liên quan gì tới những đồn đoán gần đây của giới thạo tin khi cho rằng vòng vây Tô Lâm đã siết chặt, tổng trọng bật đèn xanh loại bỏ Bộ trưởng Bộ Công an hay không? Ông Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc là một thế lực đang lên. Theo đó, gần đây xuất hiện những đồn đoán liên quan đến mối bất hòa giữa Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc thuộc phe cánh chính trị Nghệ An, là một trong những thế lực lâu nay vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đang đứng đầu của Bộ Công an. Xin nhắc lại, giới thạo tin cho hay thời gian gần đây trước sự lộng hành của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiết lộ với những nhân vật thân cận rằng ông rất muốn đưa Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thay thế cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng mà người dân khắp nơi trên thế giới đã biết với miếng đớp bỏ giáp vàng. Những vấn đề biến động nhân sự của Bộ Công an trong thời gian gần đây được cho là những động thái lót ổ chờ thời của ông Trạc và ban lãnh đạo phe Nghệ An. Tin cho biết tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, là một người đồng hương và được Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, đã quay xe chuyển sang phục vụ cho ông Phan Đình Trạc từ lúc nào. Đây lại là một thất bại nữa của Tô Lâm nếu việc đó xảy ra. Mới nhất vào ngày 12 tháng 12, tướng Nguyễn Duy Ngọc vừa được phong quân hàm Thượng tướng. Đó là lý do vì sao Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không còn điều khiển được cơ quan cảnh sát điều tra mà chỉ có thể sử dụng và điều hành cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an. Dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Lương Tam Quang, cũng là người đồng hương Hưng Yên của ông Tô Lâm. Và như vậy là phe cánh của ông Tô Lâm vẫn còn trong Bộ Công an khá mạnh, nhưng dường như đang dần lép vế. Bộ trưởng đầy tai tiếng Tô Lâm. Thậm chí có những tin đồn ác ý rằng các cuộc họp của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trong thời gian gần đây
Bộ trưởng Tô Lâm không được mời tham dự, và người chủ trì thay ông Tô Lâm không ai khác chính là ông Phan Đình Trạc. Công luận thấy rằng lực lượng công an nhân dân dưới thời ông Bộ trưởng Tô Lâm đã vi phạm pháp luật hết sức nghiêm trọng từ Bắc vào Nam với đủ loại hình khác nhau, mà còn là phạm pháp có tổ chức nữa và có sự dung túng cho kẻ phạm pháp. Nguy hiểm hơn đó là việc công an viên biến trụ sở của công an trở thành nơi giao dịch mua bán đồ ăn cắp một cách công khai mà hoàn toàn không bị xử lý. Phải chăng đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính hạ tắc loạn? Không chỉ trong nội bộ ngành công an mà cả thượng tầng kiến trúc của Bộ Chính trị của Việt Nam. Công luận cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải trả lời cho nhân dân được rõ vì sao để cho lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng đến như vậy. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Vì sao Bộ trưởng Tô Lâm để quyền lực sa sút và bị hất hủi so với lệ thường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nụ cười bí hiểm của Phan Quốc Việt và quả bom 80% cổ phần Việt Á, nỗi bất an của Tổng Trọng. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12, Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 người dính líu với vụ kit xét nghiệm COVID-19 liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đây là vụ án quan trọng đầu tiên trong đại án Việt Á được đưa ra xét xử với sự mong đợi của công luận. Theo đó, công luận mong muốn làm sao sáng tỏ ai là chùm cuối và 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á là của ai. Tờ báo Tiền Phong vào 27 tháng 12 đưa tin Tổng giám đốc công ty Việt Á và nhóm cựu sĩ quan Học viện Quân y hầu tòa. Trong 7 người hầu tòa có 4 cựu sĩ quan quân đội và 3 bị cáo dân sự. 4 cựu sĩ quan quân đội bao gồm Hồ Thanh Sơn, cựu phó giám đốc Bệnh viện Nghiên cứu Y học Quân sự, Học viện Quân y, Nguyễn Văn Hiệu, cựu đại tá, Ngô Anh Tuấn, cựu thiếu tá, Lê Trường Minh, cựu thiếu tá. 3 bị cáo dân sự bao gồm Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, và Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á. Ông tổng giám đốc công ty Việt Á và nhóm cựu sĩ quan Học viện Quân y phải hầu tòa. Thông tin cho biết hai bị cáo gồm Hồ Anh Sơn và Trịnh Thanh Hùng bị truy tố với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 5 bị cáo còn lại truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, khi xảy ra đại dịch COVID-19, thì Ban Giám đốc Học viện Quân y đã gửi văn bản với Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất phát triển bộ kit xét nghiệm COVID-19 và sự việc tiếp diễn từ đây. Nhận được văn bản đề xuất, ông Trịnh Thanh Hùng thông đồng với ông Phan Quốc Việt và Hồ Anh Sơn đưa công ty cổ phần công nghệ Việt Á tham gia đề tài trong vai trò phối hợp để sản xuất thử nghiệm 20.000 bộ kit xét nghiệm. Rồi sau đó công ty Việt Á được cấp phép sản xuất thương mại mặt hàng này. Phan Quốc Việt đã chi cho ông Hồ Anh Sơn 2,4 tỷ đồng và Trịnh Thanh Hùng 350.000 đô la. Các bị cáo trong vụ án này đã gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước 18,9 tỷ. Giới quan sát nhận xét phiên tòa này đã hé lộ sự thật chết người. Đó là lâu nay kit xét nghiệm của Việt Á vẫn được coi là sản phẩm nghiên cứu của Học viện Quân y từ nguồn ngân sách của nhà nước, tức là tiền thuế của dân, nhưng hóa ra lại hoàn toàn là sản phẩm của ông Phan Quốc Việt và công ty Việt Á. Chính xác hơn là kết quả nghiên cứu của bà Hồ Thị Thanh Thủy, vợ Phan Quốc Việt. Bà Thủy nghiên cứu trên cơ sở tra cứu các tài liệu trên mạng Internet trôi nổi. Đến nay công luận mới được biết công trình nghiên cứu tiêu tốn gần 19 tỷ đồng của ngân sách nhà nước hoàn toàn không đúng như truyền thông nhà nước quảng bá và tuyên truyền. Thế mà các tờ báo của Đảng, Quân đội, Nhân dân tung hô suốt thời gian đó. Tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt và nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y đã thống nhất lấy kết quả nghiên cứu của bà Hồ Thị Thanh Thủy là vợ của Phan Quốc Việt để thế chỗ cho kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y. Một sự lừa dối ghê gớm. Đó là bằng chứng cho thấy Học viện Quân y đã có hành động lừa dối người dân để ăn số tiền 18,9 tỷ đồng của ngân sách nhà nước. Như vậy, Phan Quốc Việt và công ty Việt Á có công trong việc nghiên cứu ra sản phẩm kit xét nghiệm, bởi theo cáo trạng xác định
bộ kit xét nghiệm do Thủy nghiên cứu không thuộc về quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y nhưng vẫn được đánh giá là chất lượng cao. Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cười ngạo nghễ tại tòa, điều này làm cho mạng xã hội dậy sóng. Vụ án này có một tình tiết, đó là trước khi vụ án được đưa ra xét xử, cựu thượng tá quân đội, cựu phó giám đốc Học viện Nghiên cứu Y học Dược, Học viện Quân y Quân sự, Học viện Quân y Hồ Anh Sơn khi bị khởi tố 3 tội danh gồm tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng thì ngày 19 tháng 10, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng chỉ truy tố tội danh duy nhất là lợi dụng quyền hạn trong khi thành công vụ đối với Hồ Anh Sơn. Điều đó cho thấy cơ quan tư pháp quân đội đã bỏ lọt tội trạng của bị cáo Hồ Anh Sơn. Nhà báo Thanh Hằng, cựu phóng viên báo Công an Nhân dân, viết trên trang cá nhân cho rằng việc Việt Á dùng kết quả nghiên cứu của chính mình để sản xuất kit xét nghiệm hàng loạt thì không thể cho rằng là Việt Á có tội. Nhà báo Thanh Hằng tiết lộ trước khi tìm đến Học viện Quân y, Việt đến Trường Đại học Y Hà Nội đặt vấn đề hợp tác, nhưng trường này là một lò nghiên cứu khoa học nghiêm túc với quy trình rất chặt chẽ về tài chính, nên Việt đã không hợp tác nữa mà tìm đến Học viện Quân y. Và kết cục ra sao mọi người cũng đã thấy với những hệ thống phân chia quyền lợi. Hồ Anh Sơn và Phan Quốc Việt trong một cuộc họp về kit xét nghiệm tại Việt Á. Đáng chú ý tại tòa, ống kính của các phóng viên đã chụp được rất nhiều bức ảnh cho thấy bị cáo Phan Quốc Việt có không ít những khoảnh khắc cười tươi. Giới báo chí cho rằng đó là một nụ cười khoái trá, vui vẻ, bất chấp bản án 25 năm sắp bị tòa chụp xuống đầu. Điều đó có gì liên quan đến câu hỏi những ai đang sở hữu 80% cổ phần còn lại của công ty Việt Á ngoài sở hữu 20% của Phan Quốc Việt mà các cổ đông đang nắm giữ? Đây là một bí ẩn. Như vậy, dù đang trong vai trò là bị cáo chính trong vụ án Việt Á, song Phan Quốc Việt vẫn đóng vai trò là người làm chủ cuộc chơi. Nụ cười bí hiểm của Phan Quốc Việt là tín hiệu cho thấy quả bom 80% cổ phần Việt Á sẽ phát nổ bất cứ lúc nào giữa các phiên tòa xét xử đại án Việt Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Nụ cười bí hiểm của Phan Quốc Việt và quả bom 80% cổ phần Việt Á, nỗi bất an của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.